để phụ thầy cắn mai với cắn đào. Rồi mừng quá. Cái mai với đào này nó khi mà mình cầm mình vũ vũ xuống vậy nè, đó thì nó không có rớt. Chứ để khi mà mình gắn không có kỹ á, thầy gắn trên cái cành nè, thân cây đào cây mai á, thì nó rớt xuống. Rồi vô đây, khi mà gắn lên rồi á thì kết cái bông lại nó rất là khó. Nói chung thì mình suy nghĩ ra vô mà vô nhắn tin đi để nhiều khi sao mà khi gắn nào để cho nó chết vô cái lỗ mai luôn á. Gỡ cái dĩa quá hết luôn. Cái nào ví dụ ở hết vô cho thầy đi, thầy làm cái clip chùa rồi đó thầy. Cái nào dài quá không được rồi tiếp, cái nào ngắn thì được, dưới 3 dưới 5 phút thì được, mà hơn là không được. Nó mấy hình dưới đó. Nào mười mấy phút là nó không chịu. Sáng nay thì cũng có nhiều YouTuber đến cái nào quay phút 3 phút 5 phút rồi đó. Bằng pháp 1 phút nè đó. 2 3 thì phút là hôm ok. Hôm nay là cũng còn có 1 2 ngày nữa. Rồi gửi đi rồi cái tiếp. Đóng tin nhiều tay. Khi nhiều quá 50 lần. Đó, rồi cái lâu lâu cứ quay gì đó. Trời ơi nhanh quá trời luôn. Thầy đâu có mấy ở đó nhanh đó xong hay không rồi cắt tiếp. Trời ơi quá trời nhanh luôn thầy ơi. Đó thì ít thôi. À từ là 4 phút, 5 phút, 3 phút là nhanh. Cổng chùa đi vào á thì toàn là mai với đào không à, rực rỡ luôn. Rồi như lại đang cũng được rồi đó. Nghe thầy nói là giao thừa Tết Tây này á thì thầy có mở cửa để chào đón các Phật tử đến. Nếu mà cả nhà mình có thời gian rảnh rỗi thì xin mời giao thừa này, giao thừa của Tết Tây này thì cả nhà đến. Ngày mai là Tết Tây rồi nha mọi người. Ờ giờ làm xong chiều ngay nè, phải xong hết này là tối nay giao thừa nè. Thầy à, cho con hỏi mày. Là nếu mà tối mai chứ. Ê, tối nay là tối mai. Giao thừa đó là mình mở cửa sáng đêm chùa. Đúng rồi. Cửa sáng đêm luôn. Cho mấy đứa đi chơi bóng pháo bông nè. Dạ. Nó ăn Tết xong 1 giờ lại là đây cái thầy chỗ uống cà phê sáng đêm luôn. Đó. Cà phê miễn phí. Thầy chuẩn bị mua 10 ký cà phê nữa để uống trong một đêm đó cho hết 10 ký cà phê. Dạ. À 10 ký chanh, 10 ly cà phê rồi đã đá chanh. Rồi bánh giờ ai ủng hộ thầy vài ký mức gì cái bánh hột dưa cù lèo cứt chuột gì hay gì gì đó cái bắt đầu thầy lại cái vừa uống cà phê vừa ăn bánh nước trà ăn chúc mừng Tết ha, bánh kẹo gì hay trái cây gì đó. Đến trước 1 giờ hoặc 12 giờ cũng muốn rau thừa thì giờ mua kêu mình giờ mua gì bông không được mà đốt pháo lớn mà kêu bằng pháo bông được, cầm cái cây vậy nè đó, chúc mừng năm mới Happy New Year gì đó, cái gì đó. Ai chúc mừng năm mới gì đó. Mình có cầm cây cờ không vậy thầy? Ừ, cái gì gửi cho thầy Zalo có làm là TikTok chưa? Chưa thầy. Ở TikTok và đăng ký cái TikTok cái mình được. Đang gửi Zalo. Ừ, gửi thêm đi, gửi nhiều nhiều vô làm có gì cứ ngày nào quay cái gì thì gửi cho thầy. Dạ. Thầy chứ không? Thầy đăng thầy cũng đăng những cái tin ngắn. À, ngày nào có gì 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 đó là cái nè một ngày ít nhất từ 1 video trên 10 video thì cái video mình sẽ nổi trội và sẽ thu hút được người coi không giờ tin tức nhanh mỗi ngày phải có tin tức đừng có ngày nào lỗi ngày nào cũng có một tin nhỏ mà tin càng ngắn á nó càng nổi lên cao hết là trước trước nó vượt bậc lên cái càng khác còn càng dài ví dụ 10 phút 5 phút 150 phút đến 1 tiếng á thì nó cũng hiện nhưng mà chậm hơn có nghĩa là thường thường ta nói 30 giây 60 giây có mấy cái tin nhắn không thường thường tin tức là 30 giây 60 giây quá tuyệt vời luôn thầy ơi đó còn 2-3 phút 5-6 phút thầy đăng TikTok rồi thầy có đăng YouTube không thầy? Có YouTube có chùa Pháp Trung ương với giáo hội Phật giáo Mahajin giáo hội Phật giáo Anam Cai dạ đó, thì cái trang đó còn phát chùa tên chùa mình á thì đăng như đó ngày nào ai quay gì gửi cho thầy thầy mới đăng chứ thầy sao quay họ quay thì không còn cái trang là chân chùa thì chỉ tụng kinh và quay và thầy làm gì công quả hàng ngày nè hàng ngày thầy làm bông làm mai làm này kia nè là cái cuộc sống hàng ngày là quan trọng nhất là làm cái gì có ý nghĩa chứ đừng có quay thầy đi ra đi vô uống nước làm gì ăn uống không quan trọng làm cái gì để cho người ta à, có những dù mùa này làm mai làm đào là họ hình như là họ đã họ thấy xôn xao
thử chùa họ làm gì mà nhà mình thấy giờ không thấy bông nào hết luôn. Nó thấy bọn làm cho họ, có nghĩa là tranh thủ không quên rồi góp tiền mua từ từ. Giờ là nhà cũng trang trí từ từ nè. Cả nhà vô ủng hộ kinh doanh Văn Nguyễn đi lắm. Cho nghe nè. Cho cả nhà mà có tiền á là mình giờ là sơn nhà. Có còn gia đình nào cũng có bên ngoại, bên nội, bên cha mẹ, bên vợ, bên chồng. Nó tóm gọn thời gian mình không có thời gian để làm việc nhà. Giờ mình làm trước thì mai mốt mình không có chứng bằng. Đó, dục ớt cái lên thấy không? Ớt lên coi không? Thầy trồng rất là nhiều ớt chứ cũng chịu ớt ra ngoài trồng. Lần mốt ai xin cái cho ngựng cây cây gì trồng cũng không có cây đâu. Có ai mà đầu tết bông nhất xin ớt thì thầy cho rất là nhiều ớt ở cái cổng chùa nha mọi người. Do bao giờ thầy đâu mà ấy nhậu nhậu ốc tiêu vlog chào mọi người, ốc tiêu vlog chào mọi người. Làm cái gì thì chửi gì đó.